Chào bạn, trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập vật liệu cho đối tượng trong Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm hướng dẫn các phương pháp thiết lập vật liệu và làm quen và truy cập vào bộ thư viện vật liệu của Revit. Trong bài học trước, mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra các cái view 3D nội ngoại thất cho công trình rồi. Thì sau khi các bạn tạo ra những cái view 3D rồi, thì bước tiếp theo để có thể tạo ra được những bức ảnh render, đấy là chúng ta sẽ thiết lập vật liệu cho đối tượng. Và thế trong Revit có những cách nào để các bạn có thể thiết lập vật liệu cho đối tượng? Thì có cách đầu tiên các bạn có thể thiết lập như sau. Về bản chất thì để thiết lập vật liệu cho đối tượng trong Revit thì các bạn đều phải kích chuột để chọn đối tượng. Đấy, giả sử các bạn muốn thiết lập vật liệu cho bức tường. Đấy, bức tường. Mình sẽ về reaction. Ví dụ bức tường này. Thì chúng ta sẽ vào kích vào bức tường. Và các bạn có thể vào Edit Type. Và các bạn vào Edit Structure. Và ở đây các bạn sẽ thay đổi vật liệu cho nó ở đây. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là khi chúng ta là render ấy, thì chúng ta chỉ quan tâm đến các vật liệu nó nằm phía bên ngoài thôi nhé. Còn những cái vật liệu phía bên trong thì chúng ta trong co hay các vật liệu mà không phải là vật liệu hoàn thiện ấy, nó không ảnh hưởng đến hình ảnh render thì các bạn không cần quan tâm nhiều. Được chưa? Đấy, mình đang nói đây là dưới khía cạnh render nhé. Đấy, thì có những đối tượng các bạn có thể vào trong bảng Edit Type các bạn chỉnh sửa như vậy. Đấy, vào Edit Type và Edit Structure, hoặc như cái máy nó cũng thế. Đấy, cũng phải vào Edit Type, Edit Structure. Đấy. Hay là sàn, trần, đều như vậy. Có những loại đối tượng thì các bạn như cái bộ bàn ghế này chẳng hạn, cái ghế này chẳng hạn. Đấy, thì bạn kích vào đây thì nó không có vật liệu đâu cả. Đấy, ở đây nó vẫn có, may mắn ở đây nó vẫn có, như là đây vật liệu của ghế. Đấy. Hay là có những cái loại đối tượng mà chúng ta không cần vào Edit Type, các bạn không cần vào trong này. Mà khi bạn kích vào đối tượng thì nó đã có vật liệu ở phía bên ngoài này rồi. Ví dụ như là mình kích vào bộ bàn ghế này chẳng hạn thử nhá. À, ở đây bộ bàn ghế này thì vẫn là kích vào trong này và nó sẽ cho bạn các ô để bạn thiết lập vật liệu đây. Hay ví dụ như đây, cái đối tượng ví dụ mình vào cái view này chẳng hạn. Thì mình có thể chọn cái cột. Ví dụ cái cột này. Thì các bạn thấy này, vật liệu nó lại không nằm trong Edit Type mà nó nằm ở ngay phía ngoài này. Các bạn thấy có chữ Material và Finish này. Đấy, thì các bạn có thể kích vào đây và thiết lập vật liệu cho nó. Đấy, chứ vật liệu gì thì chúng ta tí nói sau nhé. Ở đây mình sẽ thiết lập cho nó là cũng là vữa chẳng hạn. Tất nhiên ở đây do mình render nên cái cột mình vữa là do cái vật liệu bên ngoài. Các bạn lưu ý cho mình là cái cột trong Revit ấy, nó không có giúp chúng ta nó thiết lập cái vật liệu hoàn thiện đâu nhé. Đấy, do vậy thì nếu mà render thì mình sẽ cho nó thành vữa chát. Hoặc là các bạn có thể sử dụng các cái công cụ khác nhau, được chưa? Thì những cái này thì mình có thể giới thiệu đến các bạn trong cái bộ video hướng dẫn render, một khóa học render của mình. Đó, đây, mình có cái bộ video hướng dẫn về thiết lập vật liệu đây, có rất nhiều cách đấy, cho bạn. Thì cái này các bạn nếu quan tâm có thể đăng ký học khóa học này. Và nếu bạn nào mà đang xem khóa học này, tức là đang học cái khóa học dựng hình và thiết kế Revit của mình, thì khi các bạn mua khóa học này thì mình sẽ free cho tặng các bạn cái voucher giảm giá 50% nhé, được chưa? Ok rồi. Rồi ở đây thì các bạn có thể thiết lập vật liệu như thế. Tuy nhiên các bạn thấy là có hai cách thiết lập vật liệu, tức là một cách là các bạn kích vào đối tượng và các bạn chỉnh sửa bên ngoài này, và có cái cách mà các bạn thiết lập vật liệu bằng cách các bạn chọn đối tượng và các bạn vào Edit Type. Thì nó các bạn lưu ý cho mình thế này này. Nếu đối tượng nào mà được chỉnh sửa ở phía ngoài cái bảng này này, thì những đối tượng đấy khi chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta chỉnh sửa tính chất của từng đối tượng một. Từng đối tượng một. Ví dụ như nhá, mình chọn cái cột chẳng hạn. Thì khi bạn đổi vật liệu cho cái cột đấy, thì các bạn chỉ đổi vật liệu cho từng cái cột thôi. Như cái cột này mình chuyển nó về một cái vật liệu là vật liệu gỗ chẳng hạn. Ví dụ thế. Nhá. Các bạn thấy này. Chỉ có một cái cột này thay đổi thôi. Còn những cái cột khác, cho dù có thể cùng loại với nó, cùng loại là 600-600, nhưng nó sẽ không thay đổi đâu. Đấy, thì những cái tính chất nào ở phía ngoài bảng này là nó áp dụng cho từng đối tượng các bạn nhé. Do vậy trong cái trường hợp này, nếu các bạn muốn thay đổi nhanh thì các bạn không nên chọn từng đối tượng, mà các bạn có thể chọn một đối tượng trước, sau đấy các bạn kích chuột phải và các bạn chọn là công cụ Select All Instance. Công cụ này nó cho phép các bạn lựa chọn những cái đối tượng mà cùng tính chất, cùng cái loại với cái đối tượng mà chúng ta đang chọn. Ví dụ những cái đối tượng 600-600 này, cột 600 này đã chọn hết. Trong kết quả Select All Instance, và các bạn có thể chọn lại Entire Project, tức là tất cả những đối tượng cùng loại trong dự án này. Đấy, thì lúc đấy các bạn thấy này, nó chọn hết.
À, các bạn có thể thiết lập cho nó ở đây. À, ví dụ mình chọn cho nó là gỗ này chẳng hạn. Đấy, thì bạn thấy chưa? Nó thay đổi hết. Còn tất nhiên còn những cái đối tượng mà mình có thể thay đổi trong Edit Type thì rõ ràng cái từ Edit Type các bạn có thể hiểu rồi. Tức là thay đổi tất cả cái chủng loại. Nghĩa là tất cả những đối tượng cùng chủng loại này thì nó sẽ thay đổi hết. Thì cái này nó sẽ giúp các bạn chỉ cần chọn một đối tượng và chỉnh sửa nó. Ở đây thì tất cả các đối tượng cùng giống nó thì sẽ đi luôn. Được chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, các bạn lưu cái này cho mình thôi nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể thiết lập vật liệu cho đối tượng vào cái bảng Object Style này. Đấy. Tuy nhiên cái bảng Object Style này thì nó áp dụng cho những cái đối tượng nào và vật liệu đang được thiết lập là by category. Đấy, ví dụ như đôi khi các bạn mà ví dụ cái bàn này này, à cái cột đi. Mình chọn cái cột này. Các bạn vào đây, à các bạn vào đây này. Mà vật liệu của nó đang ghi là by category ấy. À, ví dụ như thế này này. Đấy. Tức là chưa được thiết lập ấy. Thì các bạn có thể thiết lập vật liệu cho nó bằng cách vào đây. Đấy, thì trong này nó cho phép các bạn thiết lập vật liệu theo nhóm loại đối tượng. Ví dụ cột thì đều là cái vật liệu này chẳng hạn nha. Đấy, ví dụ như đây. Cho cái này chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy không? Những đối tượng nào mà chưa được thiết lập vật liệu đang là by category thì nó sẽ được thiết lập theo cái vật liệu được quy định trong nhóm của nó trong cái bảng object style. Được chưa? Cái này thì thường giúp chúng ta thiết lập nhanh, được chưa? Thiết lập nhanh. Để sử các bạn có một nhóm đối tượng chưa được thiết lập gì cả thì các bạn phải thiết lập nhanh cho nó. Được chưa? Ok. Và đây là một trong hai cách cơ bản nhất để các bạn có thể thiết lập vật liệu rồi. Và với những cái cách này thì các bạn hoàn toàn có thể thiết lập vật liệu cho các đối tượng trong Revit một cách rất là nhanh chóng và tiện lợi. Ngoài ra thì nó sẽ có một số cái phương pháp thiết lập vật liệu khác. Thì nhưng mà trong cái nội dung khóa học này thì mình sẽ không quá đi sâu vào phần render, mà các bạn có thể tự tìm hiểu hoặc có thể inbox mình nhé, mình sẽ tư vấn trả lời. Hoặc là các bạn có thể đăng ký khóa học render của mình trên Edumo để học kỹ hơn. Ok rồi. Thì sau khi các bạn thiết lập vật liệu rồi thì chúng ta có thể đi sâu vào cái bảng vật liệu một chút. Giả sử mình sẽ chọn cái cột chẳng hạn. Mình chọn cái cột này. Mình vào Edit Type chẳng hạn nha. Đây, à không phải. Chúng ta sẽ vào vào đây chứ. Đấy. Rồi thì các bạn vào đây thì nó sẽ có một cái bảng để các bạn thiết lập vật liệu. Ở đây nó sẽ có hai cột. Cột đầu tiên là cái cột giúp các bạn lựa chọn vật liệu. Và cột thứ hai bên này là cột tính chất vật liệu. Đấy. Thì các bạn vào đây rồi này, thường thì nó sẽ như thế này này. Đấy, nó sẽ không có cột thứ hai này. Thì các bạn thấy đây là một cái dãy các vật liệu. Và các vật liệu này nó đặt nằm trong thư viện vật liệu của cái file Revit này. Lưu ý là thư viện vật liệu của file Revit nha. Đấy. À, các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có được phân ra thành các nhóm ví dụ như là ceramic này, hay là concrete bê tông này, hay là fabric là vải này. Đấy. Da này. Sơn này. Nhựa này. Rất nhiều cho bạn thử lựa chọn đây. Cái này nó tùy vào cái template file của bạn. Và các bạn có thể lựa chọn các vật liệu đây để áp cho đối tượng chúng ta. Các bạn chỉ việc tôi thích vật liệu này thì các bạn chỉ việc kích đúp vào thì ngay lập tức nó sẽ được đưa sang đây. Ví dụ mình muốn cho cái cột này là cột có trát vữa chẳng hạn để render thì mình chỉ việc chọn đây, kích đúp vào. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ áp vật liệu cho cái cột này. Ngoài ra thì khi các bạn sử dụng Revit nó sẽ cung cấp cho bạn một cái bộ thư viện vật liệu của phần mềm. Lưu ý đây là bộ thư viện vật liệu của file này. Ở đây chúng ta sẽ có bộ thư viện vật liệu của phần mềm. Thì để thấy bộ thư viện đấy thì các bạn kích vào đây này. Đấy, thì đây chính là bộ thư viện của chúng ta. Và nó sẽ có hai bộ thư viện chúng ta cài đặt, nó sẽ có là bộ AEC Material và bộ Autodesk Material. Đấy. Giả sử cái bộ thư viện trong file này các bạn chưa ưng ý và các bạn muốn có thêm. Các bạn muốn có thêm thì các bạn có thể truy cập vào đây. Và tương tự nó cũng xếp sẵn cho bạn thành những cái nhóm như là vữa này. Đấy, giả sử cái công trình chúng ta muốn vữa. Đấy. Hoặc là các bạn muốn đá này. Đấy. Hay là gỗ này. Có rất nhiều loại của bạn để các bạn chọn. Đấy. Thì đây là những cái vật liệu người ta đã thiết lập sẵn rồi. Các bạn chỉ việc bốc vào, đưa vào dự án và chiến luôn thôi. Không phải thiết lập gì nhiều. Tuy nhiên đôi khi thì chúng ta cũng sẽ cần phải thiết lập cho nó một chút để nó có thể render nó đẹp hơn hoặc như ý muốn của chúng ta.
Thì cái phần thiết lập đấy, tức là cái phần thông tin phía bảng này, thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn trong video sau, được chưa ạ? Thì các bạn có thể hiểu qua đó là vào đây rồi, các bạn có thể sử dụng các cái bộ thư viện vật liệu mà bao gồm vật liệu của file hay là bộ vật liệu của phần mềm để các bạn sử dụng vào dự án. Và các bạn vào đây rồi, các bạn chỉ việc đó là chọn vật liệu này và kích đúp vào, thì chúng ta có thể ốp được cái vật liệu vào đối tượng rồi, được chưa ạ? Giả sử đây là cột vữa nha. Ok, thì như vậy các bạn đã thiết lập được vật liệu cho đối tượng của Revit rồi, rất là dễ dàng đúng không nhỉ? Như vậy trong bài học ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn các phương pháp để thiết lập vật liệu cho Revit một cách rất là cơ bản, và với những cách này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để áp vật liệu cho cái dự án chúng ta. Ngoài ra thì mình cũng giới thiệu đến các bạn cái bộ thư viện vật liệu của Revit, bao gồm bộ thư viện vật liệu của file, tức là phụ thuộc vào template file, và bộ thư viện vật liệu của phần mềm Revit, bao gồm bộ AEC Material và bộ Autodesk Material. Với hai bộ thư viện này thì các bạn sẽ có khá khá các vật liệu để các bạn có thể sử dụng cho dự án chúng ta một cách rất là dễ dàng, nhanh chóng. Ở bài học sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về các cái thông tin liên quan đến vật liệu, cũng như là cách chúng ta có thể tạo ra một cái vật liệu mà chúng ta mong muốn và truy cập vào các cái bộ thư viện khác liên quan đến thuộc tính vật liệu trong Revit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.